Dạ, câu hỏi tiếp theo cho phép chúng con xin được gửi tới thầy gửi tới Đại Đức Thọ Khuê. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy trả lời giúp con một câu. Hàng ngày con sáng tối niệm Phật. Con hồi hướng giống đạo tràng tùy duyên, nhưng con có thêm lời hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, tổ tiên ông bà, cha mẹ, sư trưởng, cô dì, chú bác, anh chị em trong đời và nhiều đời nhiều kiếp và hồi hướng cho tất cả các vong linh thai nhi trong đời và nhiều đời nhiều kiếp vậy thì con hồi hướng như vậy có thường xuyên như vậy thì có được không ạ con thành kính tri ân công đức của thầy nam mô a di đà phật Đã, nam mô a di đà phật kính bạch trên chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh kính thưa toàn thể đại chúng trong phật pháp thì đề cao ở nơi tâm cái tâm càng trí thành trí kính thì càng tốt và đề cao ở chỗ chuyên nhất cái tâm càng chuyên nhất lại càng tốt hơn nữa và càng ngắn gọn càng xúc tích thì cũng lại càng tốt hơn nữa cái cho nên là muôn vạn pháp môn tu vì sao chư Phật khuyên chúng ta quy về câu a di đà Phật chính là cái đạo lý càng tinh chuyên càng gọn gàng càng đắc lực càng ca cái việc hồi hướng của chúng ta tất nhiên đối với cái tâm phàm phu mình khởi tâm đến tổ tiên ông bà cha mẹ người thân bằng quyến thuộc vạn loại chúng sinh cả những cái chư vị thai nhi liên quan đến chúng ta thì tâm này rất tốt tuy nhiên có một cái lời đầy đủ mà gọn hơn là chư vị hồi hướng cho chư vị trong pháp giới hữu duyên của chính mình đây là cái câu mà đầy đủ gọn nhất Thế ngoài ra thì chúng ta cũng đấy tùy theo tâm của mình Có thể là hướng ra hồi hướng giống như chư vị vừa nêu Cũng rất tốt Trong cái bài hồi hướng của Đạo Tràng Tùy Duyên Cũng không phải là tự ý đưa ra Mà đây là cũng dựa trên lời Phật Tổ Dựa theo à, tài liệu à, về hộ niệm của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải Mà soạn ra Thì trong cái bài hồi hướng đấy rất đầy đủ rồi vì sao ạ? vì thứ nhất là hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh đầy đủ rồi, tiếp nữa là hồi hướng chư vị trong pháp giới hữu duyên cũng đầy đủ rồi, tiếp nữa là hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp cũng gom hết trong đấy rồi, rồi hồi hướng thân bằng quyến thuộc hiện tại cũng gom hết trong đấy rồi, thế lại hồi hướng cho chư vị có duyên hay không có duyên với con cũng gồm hết trong đấy rồi, thế cho nên là chỉ cần bài hồi hướng vào cuối các buổi cộng tu theo như đạo tràng tùy duyên vẫn thường làm là đã đầy đủ rồi. Thế ngoài ra tùy theo tâm nguyện của mỗi người, như đạo thịnh vừa nêu là quý vị có thể tùy tâm nguyện của mình hồi hướng cụ thể chi tiết ra cũng được. Tuy nhiên cũng không nhất thiết là ngày nào cũng phải hồi hướng cụ thể chi tiết. Bởi vì phàm phu chúng ta dùng cái cách gì ạ? Chúng ta phải xem mình có chân thật có công đức hay không. Đây mới là cái điều quan trọng. Xem là cái việc niệm Phật của chúng ta có chân thật trí thành hay không. Đây mới là điều quan trọng. Ân sư tịnh không ngài nói rõ. Một người nếu chân thật vì huệ mạng của chính mình, vì tổ tiên thân bằng quyến thuộc của mình trong vô lượng đời kiếp qua, thì hãy mạnh dạn bước chân đến niệm Phật đường. Ngồi xuống đó mà niệm bằng cái tâm chân thật thì chỉ cần cái tâm đấy thôi thì tổ tiên trong vô lượng đời kiếp lập tức ra khỏi ác đạo. Đây là lời khai thị của đại lão Ân sư Thượng Tịnh hà không. Đấy. Thế và muốn biết tổ tiên có đọa lại ác đạo hay không thì xem công phu chúng ta hàng ngày có kiên trì, có đắc lực hay không. Còn nếu như công phu của chúng ta đã chân thật, đã kiên trì, đã đắc lực, đặc biệt chúng ta hướng đến một mục tiêu là vãng sinh tây phương cực lạc thì chắc chắn tổ tiên trong vô lượng đời kiếp chúng ta sẽ không phải trở lại ác đạo nữa đây là lời khai thị then chốt mà chúng ta nên biết nên mong đại chúng một khi đã phát tâm tu hành thì phải phát tâm tu hành chân thật à, nhất là đồng tu niệm phật chúng ta đời này một mục tiêu một phương hướng là vãng sinh tây phương cực lạc là thân cận đức Phật A Di Đà chỉ cần với tâm chân thật này thôi thì tất cả vạn loại chúng sinh trong đó có thân bằng quyến thuộc tất cả chư vị pháp giới hữu duyên chúng ta đều được nhận cái công đức lành này ạ Nam mô A Di Đà Phật ạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật chúng con xin thành kính tri ân thầy ạ.